nha mắm. Nắng chưa nắng quá cả nhà ơi, cũng mùa hè rồi, nóng nực quá. Hai chị em mắm đi lên cây xài nè, cây xài này nó bự lắm cả nhà. Hai chị em mắm lên chống cây xài, chống nắng trên đây là thấy xài chín rồi, cái thành mình không cả nhà ơi. Hai chị em mắm giờ lên đây đang bẻ xài ăn trên cây luôn cả nhà. Mắm cũng chuẩn bị cái tô mắm đường nè, ớt cay luôn nè, 7-8 chén ớt nè. Hai chị em mắm ăn ở trên đây luôn cả nhà ơi. Mong trời nó chín mà nó rụng, mới trèo lên mà nó rụng rất là bụt nhất luôn, thấy ngon ghê luôn. Bây giờ cũng mùa hè nóng lực rồi, mùa chưa quá hay gì mất biết làm gì lên cái này thấy chát quá trời luôn. Mùa à, thấy ngon ghê không, có bọc luôn nè. Ôi cái này ngon, cái này gọt ra là chấm ăn tá chén luôn. Rồi nó già rồi nè. Bỏ đi cái kia nó chín. Đắp luôn. Đắp luôn đi. Đắp luôn nha. Còn đủ già nổi luôn nè. Nó chín luôn rồi đó. Ủa? Ngon ghê không? Tụt xuống để mấy chiếc kia được luôn á. Đang hồng mắm tụt xuống đó luôn. Ăn xài lắm luôn. Wow. Chín. Chưa hai chị em ăn tô mắm đường này thèm chết luôn. Chưa bằng lên cái xài ăn ha. Cầm lên chị tuột qua đây chị bẻ cái xài chín nè. Chấm hết mấy ngày. Cái cài. Nó chín rồi. Nhẹ chứ. Nhẹ chứ nhẹ quá. Rồi thơm ra luôn. Ngọt. Ngon. Bằng gì ăn trên cây luôn hả? Thơm. Ngọt quá chín nè. Quá ngọt luôn. Bé vừa bé ăn trên cây gì ngon lắm cả nhà ơi. Đạp trên vỏ là trên ngon. Quá ngọt luôn. Còn gì bằng nữa ha. Còn gì bằng nữa. Còn gì bằng. Gì đâu à. Cả nhà nhòm nè cả nhà ơi. Trời ơi màu vàng nó ngon. Màu đẹp ghê, nó vàng nó ngọt ngay cả nhà. Nó thơm ghê, chín mà nó thơm ghê cả nhà ơi. Trời ơi, ăn trên cây nó ngon lắm cả nhà. Nó ngọt mà nó thanh luôn á cả nhà. Trời chín trên cây đã ngon còn gì nói nữa. Giòn mà thơm. Ngọt. Ngon ghê lắm. Ăn trên cây ngon cả nhà. Quá đã. Nấm sữa thịt gái luôn. Quá ngon. Trời cái trên đó chín quá trời rồi Tùng. Ồ. Cái đó chị trèo lên chị bẻ được luôn. Chị thấy dưới có ổ ong cái gì. Chị hụt chúng chị ra. Ủa mấy cái này giả trơn luôn nè. Ôi. Trời. Ủa không? Cái này chín nè. Đó, dễ thay lên. Đó, ghê chưa? Chín thơm rồi luôn đó cả nhà. Quá đã luôn.
Thôi nhẹ nhẹ để nó mùi đó, nó rụng luôn á. Wow. Ôi giời chứ cải đã. Thôi cái này ngon nè. Thơm quá là thơm luôn á Tùng. Hết cái tả luôn. Wow, để vô bọc luôn. Để cái này già luôn nè. Cái này ôi già dạ đó luôn. Cái nó ngon ghê luôn á. Cái này. Ô chín rồi. Chín chưa? Chín rồi. Ồ dần thật luôn rồi nè. Wow. Nãy giờ nó rụng dưới đây quá trời luôn. Đây. Nè. Wow, quá đã luôn vậy chưa? Mình có muỗng nữa. Ô. Chà má luôn. Cái nào ấy uống đu à. Trời ơi. Quay luôn. Nó dần thật luôn rồi. Quá thơm luôn rồi. Nãy em mớm trèo lên bẻ được mấy trái nữa coi nhờ. Nó chín hết trơn luôn rồi nè. Rồi nó rụng dưới mấy trái luôn á. Chặt đi. Bả gì đâu. Rồi để thơm. Té có mùi hả? Quá thơm. Nặng luôn. Thơm mà thơm ngọt nữa. Mùi trái nào nó bành bành không nó già hết trơn. Quá hấp dẫn. Quá trời đã. Quá hấp dẫn. Mắm xin mời cả nhà nha. Ôi chín nó thơm. Thử nha, xào nha. Trời ơi, nó ngọt cái thanh luôn á. Nó dặn thật luôn. Đúng không? Chắc chưa lên này dài ăn ngon ha. Nó chín quá nó mùi luôn rồi nè. Quá đã. Ăn cái này hai trái ở no luôn. No luôn. Ừ. Ngọt ngon. Quá thơm. Xài này kia xài gì vậy? Xài chu. Chu nó rít nó chu chu phải không? Ừ, chu chu. Cái nó bự. Ừ. Chín ăn nó ngon nó thơm. Bởi vì nó thơm hút không? Nó giòn quay ha. No luôn rồi. Xài với mé xong này đâu có thịt thuốc đâu nha. Cái gì á, cũng ngoài bẻ ăn. Hai trái thôi phải no. Đó. Cặp giống như con khỉ trên cây vậy. Trời ơi, uổng. Trời ơi, đã. Chuyện này nữa cái này. Quá đã luôn. Giờ hai chị mớm ăn nãy giờ ngon quá trời cả nhà ơi. Buổi trưa hè thì ăn ở ngoài vườn ngoài cây gì mới ngon nè, đem vô nhà thì ăn thì cũng nóng nực lắm, ăn ở đây nó mát như mấy sông rồi nữa. Giờ hai chị em mớm ăn nãy giờ cũng xong rồi, giờ hai chị em mớm xin kết thúc video tại đây. Cả nhà ủng hộ kênh của mớm một like, đăng ký, chia sẻ cả nhà. Mớm xin chào cả nhà. Chào cả nhà.